Xin chào tất cả các bạn. Mình là Phạm Tuấn Linh. Còn mình là Đặng Phương Thảo. Chúng mình là học sinh lớp 5 trường tiểu học Đình Bảng 2, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Mình rất vinh dự và tự hào khi là một người con của quê hương Đình Bảng, nơi còn đậm dấu ấn anh linh của các vị đế vương. Trên mảnh đất giàu lịch sử đó có một ngôi đền rất nổi tiếng, đó chính là đền Đô. Đền Đô còn được gọi là Cổ Pháp Điện hay đền Lý Bất Đế, nơi thờ 8 vị vua nhà Lý. Hôm nay các bạn hãy cùng mình khám phá khu di tích lịch sử nổi tiếng này nhé. Đền Đô thờ 8 vị vua nhà Lý, đền được xây dựng trên đất quê của Thái Tổ Lý Công Uẩn thuộc phường Đình Bảng, thị xã Tử Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Đền được xây dựng vào năm 1019 khi vua Lý Thái Tổ về thăm quê trong xây dựng thái miếu thờ tổ họ Lý. Sau nhiều lần tôn tạo, năm 1605 dưới thời vua Lê Kính Tông, đền mới được tu bổ và xây dựng để thờ 8 vị vua nhà Lý. Lúc ấy đền có tên là đền Lý Bát Đế. Rất tiếc, năm 1952 đền bị thực dân Pháp phá hủy hoàn toàn. Đến mùng 8 tháng 8 năm 1989, đền được khởi công xây dựng lại theo đúng nguyên mẫu xưa. Đền Đô rộng 31.250 m² với 21 hạng công trình độc đáo, gồm khu vực nội và ngoại thành. Đi từ cổng đền vào, chúng ta được quan sát khu vực ngoại thành đền Đô, nhà văn chỉ, ba gian trồng diêm rộng 100 m², nằm bên trái khu nội thành, thờ Tô Hiến Thành và Lý Đạo Thành, những quan văn đã có công lớn giúp nhà Lý. Nhà võ chỉ có kiến trúc tương tự nhà văn chỉ, ở bên phải khu nội thành, thờ Lê Phụng Hiểu, Lý Thường Kiệt, Đào Cam Mộc, những quan võ đã có công lớn giúp nhà Lý. Nằm giữa hồ Bán Nguyệt là nhà Thủy Đình, nơi ngày xưa các vị vua về thăm quê thường ngự ở đó để nghe quan họ dưới hồ Bán Nguyệt. Phía mặt tiền là bản chiếu rời đô do vua Lý Thái Tổ viết năm 1010 khi ông cho rời đô từ Hoa Lư ra kinh thành Thăng Long, Hà Nội. Với chiều cao 3,5 m, rộng hơn 8 m, được ghép lại từ 214 chữ Hán làm bằng gốm Bát Tràng. Bức cuốn thư Chiếu rời đô, Thiên Đô chiếu ở đền Đô Bắc Ninh được coi là bức chiếu bằng gốm lớn nhất Việt Nam. Cổng vào nội thành gọi là Ngũ Long Môn vì hai cánh cổng có chạm khắc hình 5 con rồng. Tương truyền rằng ngày xưa khi các vị vua về thăm quê thì dân làng mở cửa giữa là cửa đại quan để đón vua, cửa bên trái đón quan văn, cửa bên phải đón quan võ, còn người dân chỉ được đi hai bên cửa tò vò. Bên trong khu vực nội thành, ta sẽ vào đến sân rồng để làm lễ dâng hương tưởng niệm các vị vua triều Lý. Dọc hai bên bờ sân là 8 chiếc đỉnh đồng rất lớn, ở giữa là lư hương bằng đồng, ngày đêm tỏa hương nghi ngút. Cạnh hai bên lư hương là tượng hai ông voi đang phủ phục cạnh sân rồng. Đền Đô được xây dựng theo kiến trúc nội công ngoại quốc. Trung tâm đền là chính điện. Chính điện gồm trước tiên là phương đình, nhà vuông, 8 mái 3 gian, rộng đến 70 m². Tiếp đến nhà tiền tế, 7 gian rộng 220 m². Tại đây có điện thờ vua Lý Thái Tổ. Phía bên trái điện thờ có treo tấm bảng ghi lại chiếu rời đô của vua Lý Thái Tổ. Phía bên phải có treo tấm bảng ghi bài thơ nổi tiếng Nam Quốc Sơn Hà. Cạnh đó là bức ảnh Bát Đế Vân Du, là 8 rặng mây kỳ lạ xuất hiện trên đỉnh đền Đô vào lễ hội rằm tháng 3 năm 1997. Sau cùng là Cổ Pháp Điện gồm 7 gian, rộng 180 m², là nơi đặt ngai thờ, bài vị và tượng của 8 vị vua nhà Lý. Gian giữa là nơi thờ Lý Thái Tổ và Lý Thái Tông. 3 gian bên phải lần lượt thờ Lý Thánh Tông, Lý Nhân Tông và Lý Thần Tông.
ba gian bên trái lần lượt thờ Lý Anh Tông, Lý Huệ Tông và Lý Cao Tông. Tám vị vua được thờ ở đền Đô trị vì đất nước 214 trên 216 năm của vương triều Lý. Con số 214 tương ứng với 214 chữ trong bản chiếu rời đô của vua Lý Thái Tổ viết. Còn bà Lý Chiêu Hoàng là phận gái, sau khi lên ngôi được 2 năm thì chuyển ngôi cho chồng là Trần Cảnh. Vương triều nhà Lý chuyển sang nhà Trần nên bà được thờ riêng ở đền Rồng nằm ở phía tây của làng cách đền Đô khoảng 2 km. Đặc biệt, phía đông đền có nhà bia, nơi đặt cổ pháp điện tạo bi, bia đền cổ pháp. Tấm bia đá này cao 190cm, rộng 103cm, dài 17cm, được khắc dựng năm Giáp Thìn 1605, do tiến sĩ Phùng Khắc Quan soạn văn bia, ghi lại sự kiện lịch sử nhà Lê xây dựng lại đền và ghi công đức của các vị vua triều Lý. Đền Đô rất vinh dự được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng ký quyết định xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt vào ngày 31 tháng 12 năm 2014. Vừa rồi chúng mình đã khám phá những nét đẹp của Đền Đô, nơi phát tích vương triều Lý. Nếu có dịp, mời các bạn hãy đến với Đền Đô, đến với quê hương của mình để cùng khám phá những điều thú vị nơi đây nhé.